Ok, lên em. Nay tôi lại tiếp tục một con game mới. Game về chủ đề bắn súng mà phiên bản vũ trụ. Trong đồ họa nó có vẻ ngộ nghĩnh nên tôi cũng thử qua luôn. Ủa? Game này có tên là Game Pass. Từ không gian. Hồi nãy IQ nó hiện ra cái gì vậy ta? Game là có 3 ghi mấy thôi, 3 ghi rưỡi thôi. Ok, đồng ý. Mua game game mà người ta gửi thì phải đồng ý rồi. Ồ, họ cũng vừa phát hành cái DLC đây. Chúng ta lên coi thử cái trang tiền phép của nó trong lúc mà tải game. Ghi thai đi ghi tàu đúc đúc làm sao ta? Cái phiên bản này là cái phiên bản gì mà thực ra cái key này dev gửi tôi nên tôi cũng chả biết nữa. Ồ, cái review lúc trước là mixed shit, nhưng mà gần đây thì đa số là tích cực. Chắc lúc trước thì bị ảnh hưởng cái gì đó. 66% là cũng không có thấp lắm đâu. Đây là phàn nàn gì cái gameplay rồi. Humble Choi tháng 12 nè. Ừ đúng rồi, trong cái tháng 12 này có cái Humble Bundle. Là con game này nó đang có trong đó. Anh em nếu như muốn mua á thì anh em có thể mà muốn có con game này với cái giá phải chăng á. Đó đây, anh em có thể mua cái gói bundle tháng 12 này. Anh em vô trang Humble Bundle nè, lên cái trang chủ nè, anh em nhìn thấy cái phần choi là cái phần lựa chọn á đó. Đó anh em bấm vô thì nó sẽ ra cái Humble Bundle của tháng 12 này. Thì những cái nào nó hiện cái icon Steam á, khi anh em mua game, mua cái gói bundle, nó sẽ cho anh em cái key game để add vô mà thư viện Steam của mình. Thì na ná cái mà tôi mới add nãy, bấm vô đây add nè. Thì nói đó, tháng 12 này thì chúng ta có khá nhiều con game cũng khá ổn áp. Game này thì tôi chưa có chơi nhiều, chỉ mới xem thông tin thôi. Game này thì chơi cũng tạm ổn, khá là hay. Về sau thì nó gì, nó mang nặng cái yếu tố vào cái mà cái lăng á, sử dụng cái đòn né rất nhiều, phải lạm dụng cái đòn đó rất nhiều để né đạn, né đòn. Nó dạng là góc nhìn 2.5D xuyên từ trên xuống bối cảnh mà đánh nhau thôi. Elite này thì con game mà thể loại nhập vai. Phần 1 thì nhiều người khen hơn, sang phần 2 thì có một số ý kiến trái chiều. Nhưng mà anh em chơi được thì cũng thấy nó hay lắm. Nobody Save the World thì con game này cũng là dạng 2D nhưng mà nó hành động. Nó chơi rất là đa dạng phong phú luôn nha. Anh em có nhích rất nhiều nhân vật, mỗi nhân vật lại có một cái điểm đặc tính khác nhau, vũ khí khác nhau. Game này nó vừa hay vừa bữa vừa hay luôn. Anh em là thích thể loại 2D giống Đại ca Nambus đó thì có thể thử qua game này. The Good, game này thì tôi mua xong rồi tôi để chân tới giờ. Nó cũng như dạng 3D nhìn trông khá là thú vị thôi, chưa có chơi, chủ yếu là để chân. Game này thì nó 2D đối đội là chủ yếu, nó mang cái yếu tố mà hàng hải là chính. Anh em nào thích đọc chữ với mà mấy cái thể loại xây dựng building quản lý thì có thể thử con này, còn không thích thì game nó rất là khó chơi nha. Tôi cũng thử ra rồi cũng không có chơi nhiều được. Con này thì tôi không biết. Ồ, dạng như là rất nhiều thể loại nhỏ nhỏ nhét vô con game. Last Call BBS. Còn đây là con game chúng ta chuẩn bị chơi đây. Lên phát thì nguyên cái gói Windows nó sẽ gồm 8 con game như thế này. Anh em chỉ tốn khoảng 13 đô hay 15 đô á. Tính ra Việt Nam đồng chúng ta là khoảng 350 400 ngàn. Tức là 400 ngàn mà có được cái kho 8 con game này thì mỗi con chỉ khoảng 50 nghìn thôi. Giá cũng rất ổn áp luôn. Mười mấy đô tôi không nhớ nữa, 12, 13 gì đó. Ngoài ra anh em có thể giảm giá nhẹ nhàng một chút tí nữa. Rồi. Coi thử cái trailer gameplay vô em. Đó, game bắn súng 2D khá ổn áp nha. Đặc biệt con này nó hướng đến là cái co-op. Anh em nhìn cái hình cover nó cũng thấy nó hướng đến rất nhiều co-op nè. Nên anh em có thể chơi co-op được thì nó rất là tốt. Nhiều DLC phết đó chứ. Thì mấy cái này là nhạc với màn phim thôi. Còn mấy cái này là cái gì tôi không biết. DLC thì cái bản dev gửi tôi là không có DLC cho lắm, nên tôi sẽ lấy vài cái miễn phí thử. Đây, để tôi mở đây đi cho nó nhanh. Có là ba cái miễn phí, chủ yếu là outfit thôi, nên tôi gạt vô thư viện.
Ủa sao nữa? Hình như tôi bấm vào phần game ấy gì đó là tự vô game luôn. Bất cứ khi nào icon này hiện lên màn hình thì nó đang xếp game, đừng có mà ao bậy bạ. Chúng ta vô game thôi. Cái này hình như là cái DLC hay gì nè, màu đỏ luôn. À không, nó là mấy cái lát thôi, cái lát thủ nè, cái lát mà này là support nè, defense support, nhưng mà offset là cường công nè, hunter á. Content mới, thực ra tôi chưa có chơi lần nào nên đâu biết mới cũ. Cái này là mấy cái skin, hai cái outfit và hai cái skin. Tôi ghi mod. Ba cái nào outfit á, nhìn cái này khá là ngộ nha. Vẫn là cái outfit thôi. Mình có được là 9 nhân 3. Phải ọp cái mà vi sinh đi, vi sinh nó xung đột với cái của tôi. Trời, 396 ép chụp FPS. Tết lớn thì no, đổ sáng gì sụt rồi, ok, graphic, phim game. Full màn hình là không, depth of field cũng không luôn. Shadow thì thực sự là tôi không có muốn shadow lắm, nhưng mà nên để một tí thôi. Nhìn cho anh, cái này tự động xây nhân vật là sao ta? Combat shot, shot thì đương nhiên chuột trái rồi, melee là chuột phải. Người nói nút G, đáp nút shift chứ không phải nút cách nữa, vậy nút cách làm cái gì? Chết queo là sao? Vớ vẩn. Này hình chữ B nè. Ủa không, cái này hình nút shift nè. Rồi cái mà cái dash này hình nút cách. Rồi ok. Phin là chơi mình thì phin với ai không? Tab nó gắt tiếp nè, nút F đây là cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó và cái gì đó. Nút F mình không có xài cái gì hết ta, combat mình chỉ có là cái đó thôi, vũ khí trước vũ khí sau thì cái này là được rồi. Rồi ok, chúng ta vô game chưa. À, đợt tôi quýt góp thì chắc tôi chờ thời gian nữa. Màu xanh lá hoặc màu vàng nó mới nổi được trên cái nền này. Cái gì? Order mod là sao ta? Như chơi cốt truyện chứ. Lay apply, public. Chết luôn, apply thôi. Anh em nào muốn chơi thì có thể rủ người chơi. Cái này phải mua DLC rồi. Có gì tôi lên tôi xin test tiếp. Tạm thời mở cái FPS này một tí ha, vô game coi nó ổn áp không, rồi chúng ta tăng giảm cái cấu hình đồ họa sao. Năm 1986, một cái đấy mà hành tinh, một cái hành tinh bằng cái tàu á, nó va là vào cái địa cầu, đang hướng đến địa cầu, gọi là mấy cái tinh thể đó. Và bọn người ngoài hành tinh thì xuất phát ra từ đó, giống mà cái phim gì ta, những người sống sót thì làm tất cả mọi thứ để sinh tồn. Sau đồ họa nó render về và làm cái khối tinh thể đó thì mình cho cái của họ, chắc là cái khối tinh thể nó mang đến cái mà năng lực gì đó hoặc là tài nguyên hiếm gì đó. Nhân loại thì chỉ còn một cái hy vọng cuối cùng thôi.
Tôi chơi thì sẽ ưu tiên nhọn gái thôi, anh em cứ yên tâm đi. Ồ, nút sau là cái gì? Khi mà mình ở gần một cái người bạn nào đó, không có bạn rồi, không có đâu, chơi một mình thôi. Đi được, nhưng dần này chơi một mình được. Gọi là do thám, scout do thám. Lát này là lát phòng thủ. Lựu đạn cũng phòng thủ luôn. Đủ kích thích ta. Ủa? Nhân vật này nó hiện cái giỏ hàng là sao ta? Mình phải mua cái gì? Trời ơi, mua trên sờ đó. Không. Rồi, tắt cái bữa được rồi. Chúng ta có cái gì ở đây đây? Cái này là đổi nhân vật. Coi kỹ lại lần nữa đó. Shadow này bơ đi. Có luôn dân phục không? Thôi, lỡ rồi, sắp tới Noel này. Nghe à? Xong rồi báo cáo gì cho cái này, cái tiến trình công việc của mình. Chúc đi săn vui vẻ. Ủa? No. Mấy cái này có mở được không? Cái đạn dược của mình coi ở đâu ta? À, nó hiện trên này nè. Chữ T, chữ C, chữ V, chữ Q, chữ F. Chưa có cái nào cả, chừng nào có thì mình nhìn cho nó dễ. Chào anh. Rồi, đi đây, đi trước dẫn đường sư huynh. Chào anh. Bắn chậm chứ gì? Đè chuột thì nó bắn rất là chậm nha. Nhưng mình lít thì nó bắn rất nhanh nè. Rồi đi tiếp đến cái khu hướng dẫn mà sử dụng lựu đạn. Rồi ok. Đơn giản. Bây giờ hướng dẫn về cái kỹ thuật mà trong đấu tranh Double Time. Này là gì? Quy. Xong rồi à. Đây, đó. Ok anh. Hiểu rồi. Bây giờ kêu mình đặt ba ghe giữa cái cồn cát. Xong rồi đó anh. Đặt đâu đẳng đó rồi mà. Vừa lòng anh chưa? Sống được. Pháp nè, ai tầm nè. Cái này nè. Đoạn ba ghe nè, em whip nè.
Bây giờ mở cái radio mở làm sao? À, đi kiểm tra radio dưới này. Cái này là cái save zone. Mình có thể save game ở đây. Đồ ngon gì anh? Đến đây mình có thể đổi nhân vật mình cuối. Ok, rồi đưa em ra chiến trường. Đào tạo mà quân đội gì đó. Nãy giờ mới một đống cái hành động luôn à. Rồi, trên cái đường mình ra chiến trường lần đầu tiên mà đã dính vô cái vụ này rồi. Nè, anh em co-op 4 người thì chơi rất là vui á. Còn chơi một mình như tôi thì xác định đây ngậm hành tiếp. Bà già Noel đây, nhấn T để hồi máu. Ok. Hồi vui máu không? Vui luôn. Đây đây, chào cư dân. Đó là một vụ mổ rất là lớn. Bạn nằm trong cái mảnh vỡ đó. Tôi nhìn thấy khuôn mặt thân thương như bầu trời. Nó thay đổi rồi. Thôi nói nhiều quá. Mình gần phải đi đến cái mà cái kho chứa nhiên liệu gì đó. Từ nãy chưa kịp đọc nó lỡ bấm qua mất tiêu rồi. Nó nằm dưới cái cống ngầm. Nhìn Billy Bob đây. Đó, bây giờ chữ T của mình nó lại đầy lên nè. Hạn thì 1232. Cái này là gì? Ừ? Người dạng như cái kho đồ của mình thôi. Thôi, không có bạn. Mấy thằng bạn tôi đời nào nó chơi game này. Đắt như méo vậy. Đây là mở cửa anh đây. Rồi rồi. Gâu lên. Nó trâu dữ nha. Tôi bắn hết một băng đạn quá. Game bắn rất là đã tay nha. Tôi khoái mấy game như thế này nè. Mấy anh mở cửa cho em vô vậy. Nổ thiệt. Đúng là bắn vô bình ga thì nó sẽ nổ. Không có cái chìa khóa trọng lượng lớn là cái gì? Chìa khóa nặng hả? Cho em vô với mấy anh ơi. Mình có được bao nhiêu trái lụng? Mỗi lần lụm là một trái lụng hả? Trang bị đặc biệt sẽ mở tại cái level 2. Này là cái gì? Súng mới. Quanh hết luôn. Ấy. Giật cái mình.
đồng chí hay sao? Mền á. À, gắn vô đây mình sẽ sử dụng nút quy. Cái này khá giống cái shotgun á. Bắn lần được có một con à. Phui rồi. Không có lấy thêm máu được. Trời trình cao mà cần gì máu mày ăn gì. Mở cửa. Cái đồng chí. Nói chuyện với mà chỉ huy ở đây. Ok, anh đi đến cái khu chứa năng lượng đã. Chúng tôi sẽ đóng cổng thôi. Đây mình có thể gặp người nào đó thì có thể giúp đỡ phải không? Cái súng này nó mới mở vậy. Xếp game ở đây. Ok. Có cầu thang đi lên đó hả? À cho mình chế lụ. Bớm này á. Mất tiêu. Đi cái chìa khóa kìa. Cái đồ gì cho em không anh ơi? Theo Vicky, hồi nãy là mình mở cái cửa ở đâu không được nè. Chỗ này. Tôi nhớ đâu là chỗ này. Đánh dấu bằng nút nào. Không có nút đánh dấu. Cái gì đấy? Cái gì ngon quá vậy? Sọc ghen. Chào mấy huynh đệ. Giúp đỡ cô gái khó khăn này không? Ok, muốn gì? Cargo line. Đi là kiếm rau củ quả cho em nó. Bây giờ đi đâu lấy trứng vậy? Vũ đạn hả? Cửa ở đây. Mình có 34 viên. Ê! Bấm đoạn, chuột phải mới đúng. Đi ra. Cái gì? Cái gì nó mới bay vậy? Trời ơi, tưởng gì đi đụng được cái súng bắn pháo bông mà không biết nó có mạnh mẽ gì không nữa. Có 52 viên thôi. Bây giờ hướng này đi vui rồi, hướng bắc, đi thẳng lên hướng bắc thôi. Chào ông. Mình đi giúp đỡ những dân làng này.
Cái gì? Trông cái gì? Này nãy chỗ mình lấy chìa khóa mà. À, mình chạy nhanh cái này nó rớt à. Phải đi chậm thôi. Có khi là không được bắn luôn á. Cứu, 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 cứu. Ông ơi, cứu cháu. Cái súng đạn đỏ này là không có hồi đạn được rồi. Nó cho mình với lựu đạn không à. Không có đi lên cầu thang được nữa. Nói chuyện với Bibi. Màn đầu sao mà cảm giác nó đơn giản quá ta. Rồi bắt đầu đi xuống đường hầm mà chơi với nó nữa thôi. Ủa, điên đó hả? Rồi, mở cửa đi. Con gì đây? Con mới, con cóc. Hopper. Ok. Không có bắn xuống dưới được. Sao vậy, sao nó không đi? Hai tầm lót cộng một. Gì đây? Em nó làm gì trên đó vậy? Gãy bỏ mấy cây sầu riêng nổi quá. Rồi làm gì ở đây? Phá phá phá. Ây da.
Phải rồi, con game thiết kế kìa. Kêu phá xong cái nó lại đâm xuống lần nữa. Đạn lừa đảo. Hết gân, hết gân. Thủ đành là tao qua defense là lấy món là cái gì? Chả hiểu. Đứng đây mất máu không? Mất thiệt, lựu đạn nhà nó. Rồi, mở cửa đây. Rồi đi xuống cống ngầm, đi thẳng một đường là tới cái kho đó luôn. Ba trăm, 270, trời ơi không có tiền. 600, thôi bye 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 bye. Từ đầu fan của súng lục thôi. Lamina sử dụng cái đồ vũ khí cận chiến khi đắt
hoặc là dash sẽ tiêu tốn stamina của mình. Thì có súng lục mới nâng cây súng nó lại cho cây súng là sao? Cái súng đỏ này là cái đạn giới hạn nha. Bỏ đi, không cần đâu. Cái gì giống cây Uzi, ôi thì giật mình không? Đi, đi. Tôi dẫn ông vô xếp vô. À, đồ giống nhau thì có thể gom lại nhiều lần được. Ăn cá, ăn cá. Sao mất máu? Điện ở đâu mà giật hoài vậy? Trời ơi. Còn gì đây? Còn gì mà lực điện quá vậy? Tay kiên tay búa hả? Đâu là thầy đấm vậy thôi đó hả? Trời ơi con muỗi này. Có hai cây này là giống nhau hả? Ôi chết rồi, cây súng lục của mình đâu vậy? Ở đây vẫn còn đây. Nó không cho đổi vị trí hai cây súng. Tôi dẫn ông đi nào.
cũng tiến sĩ thôi. Trời ơi, mất máu nữa. Mở cửa. Làm sao đi mở cửa vậy? Cái gì? Có cái cửa này ở đây. Xuống lục thôi. Ra cổng về phải được. Mê cha là sao? Cái này là mình có thể mua súng đam rất là thấp luôn. Em nhan là đã nâng cấp rồi. Ghi Winter. Cây của mình là Victor nên nhanh thôi. Cây này 240, mình có 200 mà không đủ điểm. Lên cấp luôn kìa. Lên cấp thì không biết được cái gì không. Làm sao mở ta? Ngồi đi thôi. Ủa? Đây nhận lấy phần thưởng. Phần thưởng đâu? Đây à? Rồi, thấy phía trước rồi. Mở cửa đi chứ. Mấy con mũi
Ủa sao tự nhiên nó hiện cái cây máu gì giống chùm quá vậy? Rồi bye bye em về đây. Còn chơi với mấy anh nữa. Goodbye. Ở đây mới cưng. Rồi, ok. Mở cửa ra là bêm luôn. Còn quái gì nữa đây? Phá cái tổn à. Ok. Rồi đến nè, hỏi gì hỏi dữ vậy?
Ủa, cái này đem đâu? Bình tĩnh. Holy shit, lộn đường rồi. Nét ở phía trước nó ghi rõ cho mình nữa nè. Đồ của anh nào, ủa không có phần thưởng gì mà. Rồi đây, nó kêu phá hủy tổ thì có thấy cái tổ mình ở đâu. Không biết khi nào mới mở được cái này.
chứ đâu. Cô mới hả? Thôi đi theo nhiệm vụ đã. Đi chối giờ nét. Rồi, xong hết rồi. Đóng lụ luôn, tôi không biết cái loại mìn nào nó ngon. Trời ơi, cái chàng cây cũ. Ủa, chỗ này không có cái workbench nữa ta. Follow me. Ủa? Sao đi qua đó được? Lên cầu thang rồi đi qua quá. Chắc lên cầu thang đi vòng quá. Ở đây. Đồng đội đâu mất mẹ rồi. Đồng đội đâu? Đi à. Game này bắn đã tay thiệt á. Nữa hả?
Tăng được một đó item nữa. Cái đòn cận chiến của mình sẽ tăng thêm là 20 đâm lửa nữa. Chai này ngon hơn nè. Trong này làm sao vào ta? À đây. Lên đây xếp game cái đặt. Tôi vẫn thích cái súng lục này thôi. Đâu có mình có cái súng ngắm này vậy? Khó chịu thiệt, nó để vô ngay cái số 1 của mình. Đi à.
Vậy mấy anh về đi, để em đi mình được rồi. À, còn tầng nữa. Bây giờ đi tìm hai cái thanh niên kia thôi. Ổng đây, ổng trực phái rồi. Bên này đam thì ổn đó, nhưng mà bắn nó chậm quá à. Am là phải chuẩn, cục gái là đi luôn á. Chơi chơi ra cứ ngắm bắn bá đạo luôn. Sáu năm hai bốn không. Qua bển đường đường nào. À đây có đường đấy. Còn gì nữa đây?
Game này công nhận bắn đã tay được chứ. Rồi yếu đuối như vậy đó. Cái này mạnh hơn cái neighbor của mình lắm. Let's test it out. Rồi ok, đi giúp nó. Yeah.
Đây làm gì? Bị quả gì? Rất vui mừng khi được thấy khuôn mặt của một con người. Hay là này với vật ngoài hành tinh ở khắp mọi nơi của chúng ta. Có máu không anh? Anh mặc bộ đồ xịn sò cái gì có máu me gì không? Cứ dừng điện giật đó nha. Nó cốc này tạ méo chịu được luôn. Wow.
Hết đạn ơi, hết đạn ơi. Nằm ở đâu vậy? Có tí máu rồi luôn, chết tôi rồi. Súng này gây súng quá học á. Súng này súng đạn nổ. Chưa bao lâu rồi ta. Chừng tiếng mấy rồi, chắc là nghỉ thôi. Xếp game. Ok, bye bye anh em. Game này rất đáng chơi nha. Bắn rất là đã tay luôn. Ok, bye bye anh em. Có xếp game không? Quên mới xếp xong. Anh em có bạn bè rủ vô chơi co-op con này là đúng thú vị luôn á. Mặc dù nó hơn đơn giản tí, nhưng mà chắc đang là Togi mod nên nó chưa có unlock nhiều. Nên sau này nó vô cái holder mod này chẳng hạn thì nó sẽ hay hơn rất nhiều đó. Ok, bye bye anh em.